Hai, chào tất cả anh em nha. Nay bên mình chuẩn bị giao cái này đi Quảng Trị đó. Isuzu 325 nha. Trời rất là mưa mà đang ráp khẩn trương để lên đường nha. Đang test lại sới đó. Test lại đi Vũ ơi, cho nó thấp bớt xuống này. Lên xuống ben đi Vũ ơi. Khoan, Phi mở cổng đi Khoan ơi. Phi mở cổng. Xuống lại đi Vũ ơi. Này đang lên xuống rất là bình thường đấy nha. Lên lại thử tiên nghiêng đi Vũ ơi. Test lại cái ti. Ok, xuống thấp cho chạy sới đi. Cho chạy sới đi Vũ ơi. Rồi test số phay. Này nó test số phay đang chạy rất là bình thường nha. Sới vẫn quay nè. Sới vẫn quay bình thường nha. Máy này đi vào mùa dịch này. Mùa dịch này thì chú cắn bằng lên đấy rồi. Không biết nữa, hay là ông khóa rồi không biết. Ông đi lên ông đâu có nói đâu. Mùa dịch này thì chủ yếu anh em mua chủ yếu là hỏi xe và nhờ bên mình quay ha. Bên mình quay test xong đó là gửi ra cho anh em thôi. Anh em chuyển tiền vào bên mình gửi ra cho anh em thôi. Chứ không có vào được anh em nha. Nên là bên mình cũng phải làm rất là đảm bảo vào đây. Máy thì nổ rất là ok rồi. Đang siết cái lại ông bánh nha. Rồi, số phay đồ ok hết rồi anh em nha. Rồi đây này đủ nhá. Ông mua riêng luôn nha. Ông mua riêng luôn đó. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe như này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Rất là cảm ơn anh em nha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký kênh ha. Để video chạy nhanh hơn, tiện cho anh em theo dõi. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.